Tin sáng ngày 21 tháng 3, nhà máy hạt nhân của Nga bị máy bay không người lái Ukraine tấn công. Nga tăng gấp đôi sức mạnh quân sự. Tình báo thổ Nhĩ Kỳ công bố hình ảnh hoạt động vô hiệu hóa một thủ lĩnh khủng bố ở miền Bắc Iraq. Israel công bố hình ảnh vụ tấn công bằng tên lửa hành trình của Houthi. Mexico phản ánh quyết định của Hoa Kỳ về vấn đề biên giới ở Texas. Canada ngừng chuyển vũ khí tới Israel. Lời đe dọa đánh bom tại Seoul Quý vị đang theo dõi bản tin sáng ngày 21 tháng 3 của DKN. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo truyền thông Nga đưa tin, lực lượng Ukraine đã cố gắng tấn công một nhà máy hạt nhân của họ ở khu vực biên giới Cớt, bằng ít nhất 5 máy bay không người lái cảm tử và một tên lửa S-200. Kênh telegram Mask của Nga đưa tin hôm qua rằng các máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Kostchatov đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. Tuy nhiên, các mảnh vỡ rơi xuống đã làm hư hại một trạm biến áp cung cấp điện cho ít nhất 7 con phố ở khu vực Kursk. Nhà máy điện hạt nhân Nga này nằm cách thành phố Khớt khoảng 40 km về phía Tây và cách biên giới với Ukraine khoảng 110 km. Theo tờ Moscow Times, nhà máy điện hạt nhân này của Nga ít nhất bị tấn công 4 lần và nó trở thành mục tiêu thường xuyên trong suốt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Sau vụ tấn công, nhà máy đã thông tin rằng hiện tại cơ sở của họ vẫn đang hoạt động ổn định và mức độ phóng xạ vẫn đang ở mức bình thường. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, trái lại ngày càng có nhiều thông tin cho thấy khả năng cuộc chiến sẽ leo thang về phía Tây. Sau một báo cáo đáng chú ý từ tình báo Đức về việc Nga có thể mở rộng cuộc chiến vào năm 2026 thì mới đây thêm một thông tin từ phía Đức cho thấy ông Putin đang có kế hoạch tăng gấp đôi sức mạnh quân sự của mình và điều này đang làm dấy lên những lo ngại mới về một cuộc tấn công của Nga vào phương Tây. News Australia dẫn thông tin từ các chuyên gia Đức cho biết gần đây họ đã quan sát thấy sự leo thang đáng kể về vũ khí của Nga. Theo tài liệu tình báo Đức các thông tin về việc tái tổ chức quân đội, di chuyển quân và triển khai tên lửa ở phía Tây đất nước cũng là một trong những căn cứ thuyết phục cho luận điểm này. Báo chí Anh thì viết rằng, phân tích tình báo Đức hiện đang được chuyển tới chính phủ Đức. Theo đó, sản lượng vũ khí của Nga đang gia tăng đáng kể, điều này có thể khiến sức mạnh quân sự của Nga tăng gấp đôi trong 5 năm tới so với hiện nay, đặc biệt là về vũ khí thông thường. Các thông tin càng khiến người ta thêm tin về một cuộc tấn công vào lãnh thổ NATO vào năm 2026 các quan chức nato cũng tỏ ra lo ngại về khả năng quân sự ngày càng gia tăng của nga tuy nhiên họ cũng thể hiện quan điểm rằng không nhất thiết điều này có nghĩa là phương tây sẽ bị lôi kéo vào một cuộc chiến với nga sau khi tái đắc cử ông putin cảnh báo trong tuần này rằng ông đã sẵn sàng phóng vũ khí hạt nhân nếu nhận thấy sự đe dọa chủ quyền nga từ phương tây và cũng đồng thời đưa ra những lời cảnh báo về thế chiến thứ ba Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc một thủ lĩnh khủng bố bị vô hiệu hóa ở miền Bắc Iraq. Theo các nguồn tin từ cơ quan an ninh, tổ chức tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ MIT đã theo dõi một chiếc xe bán tải màu trắng, chở Joy người được gọi là tổng điều phối viên của nhóm khủng bố PKK ở khu vực nông thôn tỉnh Sula Đoạn video ghi lại cảnh khoảnh khắc chiếc xe bị một máy bay không người lái có vũ trang đâm vào và nhân vật Bailan với mật danh là Bay Brook đã bị vô hiệu hóa. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng thuật ngữ vô hiệu hóa để chỉ những kẻ khủng bố được đề cập đã đầu hàng hoặc bị giết hoặc bị bắt. Những kẻ khủng bố PKK được biết thường ẩn náu ở miền Bắc Iraq để thực hiện các âm mưu tấn công xuyên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chiến dịch khủng bố kéo dài hơn 35 năm chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm PKK cũng bị Mỹ và EU liệt vào danh sách tổ chức khủng bố và xác định nhóm này phải chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 40.000 người, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh. Lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận một vụ tấn công bằng một tên lửa hành trình từ Houthi. Tên lửa của Houthi được báo cáo đã xâm phạm không phận Israel từ hướng Biển Đỏ hôm đầu tuần và đánh dấu lần đầu tiên một tên lửa hành trình do Houthi phóng vào lãnh thổ Israel. IDF cho biết họ đã kịp thời theo dõi quỹ đạo của tên lửa với sự cảnh giác của không quân trong suốt toàn bộ video được công bố. Đoạn video cũng ghi lại khoảnh khắc vụ nổ ở Ilat và đã được lan truyền rộng rãi. Trong các trường hợp trước đây, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi chủ yếu bị lực lượng liên minh Mỹ hoặc không quân Israel đánh chặn trên biển đỏ hoặc các vùng lãnh thổ lân cận như Jordan. Tuy nhiên, vụ việc mới nhất này cho thấy sự thay đổi đáng lo ngại trong chiến thuật với một cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào lãnh thổ Israel. Ngoài vụ việc phóng tên lửa, lực lượng Houthi ở Yemen còn nhằm mục tiêu vào các tàu thương mại, bao gồm cả tàu chở khí đốt hóa lỏng treo cờ quần đảo Marshall có tên Mado. Con tàu này đang trên đường từ Ả Rập Saudi đến Singapore và nó đã thoát khỏi hai cuộc tấn công tên lửa riêng biệt vào ngày 15 và 17 tháng 3 trong gang tấc, không gây thương vong hay thiệt hại. Những cuộc tấn công hàng hải này làm tăng thêm mối lo ngại về sự ổn định khu vực và sự an toàn của các tuyến đường vận chuyển quốc tế trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Mexico đã lên án quyết định của tòa án tối cao Hoa Kỳ về việc cho phép có hiệu lực một đạo luật ở Texas. Đạo luật này cho phép các nhân viên thực thi pháp luật của bang bắt giữ những người bị nghi ngờ vượt biên trái phép giữa Texas và Mexico. Sự luật trên đã được thống đốc Đảng Cộng hòa Greg Abbott ký thành luật vào tháng 12 năm ngoái như một biện pháp cứng rắn nhằm chấm dứt việc vượt biên vào Texas sự luật này cho phép chính quyền tiểu bang bắt giữ bất kỳ ai bị nghi ngờ là người nhập cư không có giấy tờ trên lãnh thổ texas tổng thống mỹ joe biden được cho là đã cố gắng ngăn chặn dự luật này ông biden một đảng viên đảng dân chủ đã bị các đối thủ thuộc đảng cộng hòa chỉ trích mạnh mẽ vì cách xử lý vấn đề biên giới mỹ mexico nhiều ý kiến cho rằng ông biden thiếu quyết liệt trong vấn đề di cư bộ ngoại giao mexico đã lên án đạo luật mới này và nói rằng texas đã hình sự hóa việc người di cư ngăn chặn dòng người di cư bằng cách hình sự hóa chúng và cảnh báo điều này dẫn đến việc phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc cũng như các vấn đề nhân quyền khác. Canada đang quyết định tạm dừng vận chuyển vũ khí tới Israel. Theo một nguồn tin từ chính phủ Canada, quốc gia này sẽ ngừng bán vũ khí trong tương lai cho Israel sau một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện. Bộ trưởng Ngoại giao Malini Jolie cách đây hai ngày đã nói với tờ Toronto Star rằng chính phủ của bà sẽ tạm dừng vận chuyển vũ khí trong tương lai và đó là sự thật. Đảng dân chủ mới, những người đang ủng hộ chính phủ thiểu số của Thủ tướng Justin Trudeau đã bày tỏ sự thất vọng với những gì họ cho là ông đã không làm đủ để bảo vệ dân thường ở Gaza. Theo truyền thông Canada, Israel từ trước đến nay là nước nhận nhiều nhất lượng xuất khẩu vũ khí của Canada với số vật tư quân sự trị giá 21 triệu đô la được xuất khẩu sang Israel vào năm 2022, trước đó là một lô hàng trị giá 26 triệu đô la vào năm 2021. Điều này đã đưa Israel vào top 10 nước nhận xuất khẩu vũ khí của Canada. Vào tháng 3, một liên minh gồm các luật sư và người Canada gốc Palestine đã đệ đơn khiếu nại chính phủ và tìm cách đình chỉ xuất khẩu vũ khí sang Israel, cho rằng Ottawa đã vi phạm cả luật pháp trong nước và quốc tế. Hôm đầu tuần, Quốc hội Canada đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc, kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hướng tới giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine. Cảnh sát Hàn Quốc hôm qua cho biết họ đã không tìm thấy chất nổ nào tại sân bóng chày George Hill Skydome của Seoul. Một cuộc khám xét đã được thực hiện sau khi giới chức Seoul nhận được lời đe dọa đánh bom nhắm vào ngôi sao của Los Angeles Dodgers là Sohi Otani. Đội Dodgers hiện đang ở thủ đô Hàn Quốc để đối đầu với San Diego Padres ở trận khai mạc mùa giải bóng chày Major League. Otani của Nhật Bản là cầu thủ ngôi sao được Dodgers ký một bản hợp đồng 10 năm trị giá 700 triệu đô la vào tháng 12. Văn phòng cảnh sát quận Goru của Seoul nói với AFP rằng nhà chức trách không tìm thấy bất kỳ thứ gì tại địa điểm này sau khi lực lượng đặc nhiệm thực hiện khám xét địa điểm vào buổi sáng. Quan chức Seoul nói với truyền thông rằng chúng tôi đã nhận được báo cáo về một thiết bị có khả năng gây nổ và tìm kiếm địa điểm nhưng không tìm thấy gì. Chúng tôi dự định thực hiện một cuộc tìm kiếm khác trước khi khán giả được phép vào Skydome cả trước và sau trận tối nay. Theo hãng tin Yonhap của Seoul, giới chức Hàn Quốc đã nhận được báo cáo từ một nhân viên tại Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc ở Vancouver, Canada. Người này được cho là đã nhận được một email đe dọa kích nổ một quả bom trong trận đấu giữa San Diego Paris và Los Angeles Dodgers nhắm vào siêu sao Sohi Otani và những người khác. Được viết tắt bằng tiếng Anh, email được cho là được gửi bởi một người tự xưng là luật sư Nhật Bản. Yonhap cho biết thêm, chính quyền Hàn Quốc hiện đang điều tra để xác nhận xem email có thực sự được gửi từ Nhật hay không. Otani đã giành được giải thưởng cầu thủ giá trị nhất Liên đoàn Mỹ lần thứ hai sau 6 mùa giải với Los Angeles Angels vào năm ngoái trước khi rời đi tự do. Vận động viên này được xem là một anh hùng dân tộc ở quê hương Nhật Bản sau khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia của đất nước giành chiến thắng trong giải bóng chày cổ điển thế giới năm ngoái. Kính thưa quý vị, bản tin sáng của DKN đến đây là kết thúc quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ lạc quan và hạnh phúc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo